Trời ơi, đi câu mà đốt lửa. Đốt lửa nướng cá. Bỏ tay. Rồi. Cá. Để bắt lửa luôn. Chưa thấy đâu. Đó, đó, cá nướng rơm nha. Cá nướng rơm mới ngon. Nguyên một đồng rơm, đồng ruộng rơm bao la bát ngát luôn. Rồi đó. Đâu? Cá nướng rơm. Ủa, ngay chỗ này có, chỗ này có bông súng nó đẹp ghê nè. Hả? Bán bông súng. Đi câu chơi bông súng luôn nè. Đó. Rô biển đâu? Ừ, mấy con rô biển bự rồi. Này về nấu canh chua luôn hả? Đó, rô biển cho bả lửa nè. Rồi thôi. Rồi rô biển đẹp không? Quá đẹp không? Ô, chỗ này bông súng rồi nó hấp dẫn ghê, nước chỗ này sâu nè. Nãy giờ giật đây hả? Ồ, cá nè, bia nè. Này là con gì, virus tiger nè. Coi con cá mình coi nè, thắt lá rô biển. Rô biển này nuốt lưỡi sâu quá, đẩy phát chọc cây đó, lấy hoài lấy không ra được, lấy ra ngắt luôn. Vô bia thôi. Bông súng được một con cá đem lên nướng rơm quất luôn hả? Lấy cái keo cắt cái đó không?